các anh chị hãy tưởng tượng là khi mà các anh chị tham gia những khóa học của Tài thì thu nhập của các anh chị sẽ tăng lên là từ 5 triệu, tăng lên 10 triệu, tăng lên 20 triệu, rồi có thể là tăng lên hàng chục triệu, rồi thậm chí có thể là tăng lên hàng trăm triệu. Thì cuộc sống của các anh chị sẽ thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Và mọi người sẽ yêu quý các anh chị như thế nào, và gia đình của các anh chị sẽ tự hào về các anh chị như thế nào, các anh chị hãy tưởng tượng. Tài sẽ chia sẻ cái cách mà các anh chị trình bày trong cái quá trình bán hàng của mình. Thì các anh chị phải luôn nhớ là khi mà cái sản phẩm dịch vụ của mình có rất nhiều những cái tính năng và lợi ích, nên là mình không nhất thiết phải trình bày hết tất cả những cái tính năng lợi ích cho khách hàng của mình, mà mình chỉ trình bày những cái tính năng và lợi ích mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng mình mà thôi. Cho nên là cái bước trước là mình thông qua cái việc mình tìm hiểu được cái nhu cầu khách hàng rồi á, thì đến cái bước trình bày này thì mình chỉ trình bày một hoặc vài những cái tính năng hoặc là cái lợi ích mà khách hàng mình cần thôi, chứ không có mình nên mà trình bày hết tất cả những cái tính năng và lợi ích đó. Hãy ấn nút chia sẻ, chia sẻ, mọi người sẽ vô cùng biết ơn tất cả các anh chị. Hãy chia sẻ ngay bây giờ và chúng ta tiếp tục nào. Tài lấy ví dụ là các anh chị là người bán tủ lạnh đi, thì cái tủ lạnh của các anh chị có rất là nhiều những cái tính năng. Ví dụ như nó có một cái tính năng là làm đá tự động nè, rồi nó có tính năng là tiết kiệm điện rất là tốt nè, đúng không các anh chị? Rồi nó có những cái khay về chứa rau thì rất là rộng nè, đúng không ạ? Hoặc là nó có những cái màu sắc rất là phong phú, đúng không ạ? Rồi nó có nhiều cái kích thước về size to nhỏ khác nhau, đúng không các anh chị? Nó rất là nhiều những cái tính năng như vậy. Thì tuy nhiên khi mà các anh chị thấy là khách hàng họ quan tâm, chúng ta tìm hiểu được, chúng ta biết là khách hàng họ đang rất là quan tâm về vấn đề là tiết kiệm điện, thì chúng ta chỉ trình bày là cái chức năng là inverter của cái tủ lạnh là nó giúp chúng ta tiết kiệm điện mà thôi, đúng không ạ? Hay là họ nhà họ đông người thì họ có cần những cái khay để chứa thực phẩm về lâu ngày, thì chúng ta sẽ trình bày sâu về cái độ rộng của những cái khay chứa như vậy. Rồi thì chúng ta biết được cái màu sắc của cái gian bếp của họ rồi, thì chúng ta sẽ chia sẻ cái màu trắng hay là những cái màu mà nó phù hợp với cái gian bếp của họ, đúng không? Nếu mà họ quan tâm về cái vấn đề màu sắc và về phong thủy, đúng không các anh chị? Và chúng ta tìm hiểu được, chúng ta biết được là nhà họ có nhiều trẻ con hay ăn sinh tố, đúng không? Hay là nhà họ là có cái tỷ lệ thường xuyên là hay tiếp khách, hay uống những cái bia bằng đá, đúng không? Hay uống bia cùng với nước đá. Thì chúng ta sẽ trình bày là cái tính năng về làm đá tự động, đúng không ạ? Cho nên là dựa vào những cái nhu cầu khách hàng mà chúng ta sẽ trình bày những cái tính năng và lợi ích phù hợp với lại cái nhu cầu của khách hàng. Và chúng ta sẽ có bốn cái lợi ích mà để trình bày với khách hàng. Cái lợi ích đầu tiên đó là chúng ta sẽ trình bày về cái lợi ích hữu hình, các anh chị. Hữu hình là những cái gì có thể nhìn thấy và đo lường được. Ví dụ như là về tiết kiệm điện cho cái máy, cho cái tủ lạnh, đúng không các anh chị? Hoặc là tiết kiệm xăng cho những cái công cụ như là những cái xe, đúng không? Là tiết kiệm xăng. Hoặc là có một cái diện tích lớn hơn, đúng không ạ? Hoặc là một cái gì đó gọi là tiết kiệm thời gian hơn, đúng không ạ? Rồi về cái lợi ích thứ hai đó là lợi ích về mặt vô hình. Thì vô hình này là chúng ta không có nhìn thấy được, nhưng mà nó mang lại một cái giá trị rất là lớn, đúng không các anh chị? Ví dụ như là sự hạnh phúc nè, hay là một cái niềm vui, sự vui vẻ, hoặc là cái sự tự tin, đúng không ạ? Hoặc là nó mang lại cái sự mạnh mẽ, quyết đoán hơn khi mà dùng cái sản phẩm đó, hoặc là mang lại cái sự sang trọng, đúng không các anh chị? Một cái sự lịch lãm, một cái sự hãnh diện, hay là một cái sự tự hào khi mình dùng những cái sản phẩm về dịch vụ đó, đúng không các anh chị? Đó là về mặt vô hình. Và những cái lợi ích về mặt hành động nữa các anh chị, lợi ích về mặt hành động. Ví dụ như là các anh chị bán về những cái sản phẩm như là giày thể thao đi, để khi mà mang giày thể thao chúng ta chạy bộ thì chúng ta sẽ khỏe hơn, đúng không ạ? Hoặc là sao ạ? Các anh chị có thể là tham gia những cái khóa học về bán hàng, về những cái kỹ năng làm website, hoặc là những cái khóa học chuyên về kế toán, chuyên về luật sư gì đó, thì là khi mà các anh chị tham gia nó thì các anh chị sẽ có được những kiến thức tốt hơn để làm việc tốt hơn và tăng thu nhập hơn trong cái lĩnh vực ngành nghề đó, đúng không ạ? Hoặc là những cái lợi ích về mặt lợi ích, đúng không ạ? Lợi ích của lợi ích đó là, tại ví dụ nè, nếu mà bạn đi học, đúng không? Bạn đi học một cái kiến thức gì đó, tại ví dụ như các anh chị đi học về bán hàng đi học về bán hàng, thì các anh chị sẽ biết cái cách để mình bán hàng,
Và sau đó thì các anh chị sẽ có kiến thức để dạy lại cho những cái người bạn đồng nghiệp của mình, hoặc là ở trong cái đội nhóm của mình, trong một cái phòng ban của mình. Thì lúc đó thì những cái đội nhóm, những anh em cùng làm việc với mình thì họ cũng sẽ có được những kỹ năng và họ bán hàng tốt hơn, đúng không các anh chị? Thì lúc đó họ sẽ tạo ra được một cái doanh số tốt hơn và họ bán được nhiều hàng hơn. Thì rõ ràng đó là lợi ích của lợi ích là cái việc là lợi ích đầu tiên là từ cái việc mà anh chị đi học thôi. Thì từ cái việc mà các anh chị đi học đó, các anh chị mang kiến thức về chia sẻ cho mọi người và cũng sẽ giúp cho mọi người có được những kiến thức của các anh chị và đạt được một cái kết quả nó tốt hơn. Đó là lợi ích của lợi ích. Hãy ấn nút chia sẻ, mọi người sẽ vô cùng biết ơn tất cả các anh chị. Hãy chia sẻ ngay bây giờ và chúng ta tiếp tục nè. Và một cái cách thứ hai nữa để các anh chị trình bày nó hiệu quả hơn trong quá trình bán hàng, đó là các anh chị hãy dùng cái từ đó là hãy tưởng tượng. Tại lấy một vài ví dụ, nếu các anh chị là một cái người mà bán tủ lạnh thì các anh chị có thể nói với khách hàng của mình là anh chị hãy tưởng tượng nếu mà cái tủ lạnh này được đặt ở trong gian bếp của anh chị thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Nó sẽ mang lại những cái lợi ích như thế nào cho các anh chị. Rồi nếu mà các anh chị là người ví dụ như là người bán nhà đi, đúng không ạ? Thì các anh chị hãy nói với khách hàng của mình là anh chị hãy tưởng tượng nếu anh chị sở hữu một cái biệt thự này, anh chị sở hữu một căn nhà này, thì gia đình của anh chị sẽ tự hào như thế nào các anh chị? Các anh chị hãy tưởng tượng nếu anh chị sở hữu được căn biệt thự này thì gia đình của anh chị, bạn bè của anh chị sẽ tự hào như thế nào về anh chị, đúng không ạ? Hoặc các anh chị là một cái người bán quần áo, tại ví dụ như vậy, thì các anh chị hãy nói là chị hãy tưởng tượng nếu mà chị mặc một cái váy này thì mọi ánh nhìn sẽ xuất hiện, sẽ đổ về chị khi mà chị sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Chị hãy tưởng tượng khi mà chị mặc cái váy này thì mọi người, mọi ánh nhìn sẽ đổ về chị khi mà chị xuất hiện. Thì họ sẽ tưởng tượng ra một cái điều tuyệt vời đó, đúng không các anh chị? Hoặc là sao? Nếu anh chị là những người bán những cái chiếc siêu xe, những cái chiếc ô tô, thì các anh chị hãy nói với khách hàng của mình là anh chị hãy tưởng tượng khi mà anh sở hữu một chiếc siêu xe này, một chiếc xe này, thì khi mà anh xuất hiện ở đám đông thì mọi người sẽ ngưỡng mộ anh như thế nào. Anh hãy tưởng tượng khi mà anh ngồi trên chiếc siêu xe này và anh xuất hiện ở một đám đông thì mọi người sẽ ngưỡng mộ anh như thế nào, không? Và gia đình anh sẽ tự hào về anh như thế nào, không ạ? Rồi các anh chị hãy tưởng tượng là khi mà các anh chị tham gia những khóa học của Tài thì thu nhập của các anh chị sẽ tăng lên là từ 5 triệu, tăng lên 10 triệu, tăng lên 20 triệu, rồi có thể là tăng lên hàng chục triệu, rồi thậm chí có thể là tăng lên hàng trăm triệu. Thì cuộc sống của các anh chị sẽ thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Và mọi người sẽ yêu quý các anh chị như thế nào, và gia đình của các anh chị sẽ tự hào về các anh chị như thế nào, các anh chị hãy tưởng tượng, đúng không ạ? Đây là một cái thuật ngữ, nó có một cái sức mạnh rất là lớn của các anh chị. Thì nếu mà các anh chị thấy những cái điều này hay thì các anh chị hãy chia sẻ cái video này, các anh chị hãy chia sẻ cái video này để mọi người biết được những cái cách để có thể trình bày được trong cái quá trình bán hàng của mình. Và các anh chị có thể đăng ký kênh để nhận được những cái video tiếp theo. Còn bây giờ Tài xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị những cái video tiếp theo.